Xin chào quý vị và các bạn. Với video ngày hôm nay thì mình muốn tư vấn các bạn một con tivi. Chẳng may mà các bạn là trong quá trình sử dụng các bạn là thứ nhất là hết bảo hành, thứ hai là chẳng may màn hình nó hỏng các bạn, thì các bạn có nên thay hay không? Thì với video ngày hôm nay mình tư vấn cho các bạn như sau. Trước mặt các bạn đây là một con tivi Samsung 48 inch và con này nó có đầy đủ tất cả các tính năng công nghệ. Cho nên là mình đã tư vấn với khách hàng sau quá trình mà mình đã mở TV ra và mình kiểm tra tất cả các bo mạch đều hoạt động rất là tốt và còn rất mới. Vậy cho nên là mình đã tư vấn với khách hàng nên thay màn hình và khách hàng đã đồng ý. Với cái lúc mà mình tư vấn thì khách hàng đồng ý để cho mình thay màn hình, và màn hình mình đã thay cho màn hình mới các bạn này. Đấy. Cái màn hình này hãng còn nguyên cái lớp giấy bóng mà mình chưa kịp bóc ra các bạn. Đấy, bây giờ mình đang đi giao cho khách hàng và các bạn xem, mình đang thử hình ảnh vào YouTube đấy các bạn. Đấy. Các bạn xem cái lớp giấy bóng này hãng còn chưa bóc ra. Khi mà đến nhà giao cho khách hàng thì mình với lớp đã gỡ lớp giấy bóng bảo vệ mặt màn hình mới ra. Đấy, và còn nguyên tem các bạn nhé, nguyên tem màn hình. Và con tivi này tại sao mình muốn tư vấn khách hàng thay, bởi vì mình thấy nó có đầy đủ tất cả các cổng mở rộng, ví dụ HDMI, mạng internet và một số cái cổng hồng ngoại này, cổng audio rất là tiện ích, và mình thấy nó một con tivi đời cao, đáp ứng đầy đủ tất cả các tính năng công nghệ. Và cái giá cả thay màn hình của bên mình thì nó cũng không phải là cao, cho nên khách hàng đã đồng ý thay. Vậy các bạn cần mình tư vấn về những con tivi nhà các bạn chẳng may nó hỏng, có nên thay màn hình hay không và giá cả thay màn hình như thế nào, thì các bạn hãy để lại những nhận xét và hoặc là liên hệ với số điện thoại trung tâm, mình sẽ tư vấn cho các bạn, mình sẽ kiểm tra và mình sẽ tư vấn cho các bạn là với model vậy thì có nên thay hay không, hay các bạn đổi sản phẩm mới. Đấy, thì video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một con tivi có nên thay màn hình hay không, bởi vì các bạn bỏ ra một số tiền để các bạn thay màn hình thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu rất là kỹ trước khi các bạn quyết định thay hay không, bởi vì cái giá cả thay màn hình nó cũng không phải là rẻ. Vậy bạn nào cần mình tư vấn thêm thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với trung tâm để mình sẽ tư vấn cho các bạn. Vậy tôi xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.